Thưa quý vị, đột quỵ luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người cao tuổi mỗi khi giao mùa hoặc là thay đổi nhiệt độ đột ngột như thời điểm này. Với mong muốn có thể phòng bệnh trước thì nhiều gia đình đã tự ý mua và sử dụng các loại thuốc đông y xách tay từ nước ngoài, được quảng cáo là thần dược để dự trữ và uống hàng ngày để có thể phòng ngừa đột quỵ. Vâng, tuy nhiên giá của những loại thuốc này cũng không hề rẻ, dao động từ 1 tới 3 triệu đồng và thậm chí được bán tràn lan trên mạng xã hội. Và những thuốc này có tác dụng như lời đồn hay không thì mời quý vị cùng theo dõi nội dung trong câu chuyện buổi sáng hôm nay. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm thông tin mua thuốc phòng chống đột quỵ sẽ cho vô số kết quả với rất nhiều loại từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Trung Quốc. Giá cả của các loại này cũng có nhiều mức khác nhau. Khi thử gọi điện tới một người bán hàng online để được tư vấn về lựa chọn sản phẩm và giá cả, thì được tư vấn về hai dòng an cung của Hàn Quốc và Trung Quốc. Thì để mà hay nhất á, thì mình sẽ dùng an cung hộp gấm. Thì đây là của hãng dược Độc Nhân Đường lớn ở Trung Quốc đó chị. Thì ra thì an cung á, thì về mà phục hồi sau tai biến á, thì an cung của hãng này là tốt nhất, là 1.350.000 một hộp một viên. Thì có thể là dùng từ 1 cho tới 2 tháng mình dùng một viên á chị. Thì một năm trung bình mình sẽ dùng là 4 viên. Thì mình có thể là mua lẻ từng viên, cứ từ 2 cho tới 3 tháng là mình sẽ mua một viên là 1.350.000. Còn để mà về uống phòng phòng đều đặn và thường xuyên thì mình có thể là uống an cung của hãng Vũ Hàng Thanh Tâm. Cái này là của Hàn Quốc, đây là hàng nhập khẩu, ở đây là 10 viên ạ. Thì nó là 1.950.000. Nhưng mà uống cái phòng ấy thì nó liệu nó có hiệu quả không? Dạ vậy thì mình nên dùng an cung hàng hộp gấm đỏ của Đồng Nhân Đường chị. Bởi vì cái hộp chiến là nó sẽ có tác dụng khẩn cấp trong vòng 72 giờ chị. Nó giúp mình ngăn được cái ví dụ như là không cần bị đột quỵ tái phát thì mình uống cái viên nhiều, nó sẽ giúp ngăn chặn ngay lập tức lúc đó 72 giờ. Cái này là mình uống khẩn cấp. Sau khi bị đột quỵ lần đầu tiên, bệnh nhân này được các con mua cho uống thuốc An Cung Ngưu Hòa Hoàn của Trung Quốc bằng hình thức xách tay để sử dụng. Giá cũng không hề rẻ, tới 1,5 triệu đồng một viên. Sau khi uống được 3 viên, đọc thông tin trên báo, gia đình mới biết là không thể sử dụng tùy tiện. Đến lần đột quỵ thứ hai này, gia đình đã đưa thẳng bệnh nhân tới viện. Thì tôi mỗi ngày tôi uống một viên, nhưng mà tôi uống cũng không thấy có gì thay đổi. Mà càng ngày lại càng chân tay càng tê bì và càng khó đi hơn. Sau khi mà bố tôi bị đột quỵ lần thứ nhất thì tôi có mua cho bố tôi cái An Cung Ngưu Hoàn Hoàn của Trung Quốc, giá là 1.500.000 một viên. Tôi được khuyến cáo là cho bố tôi uống ngay khi mà có dấu hiệu đột quỵ để giúp thông đường mạch bị tắc ấy. Tuy nhiên thì sau đó thì tôi tìm hiểu có được biết rằng là đột quỵ thì có thể tắc mạch máu não và vỡ mạch máu não. Thế nên là tôi thì cũng không nắm được chuyên môn là bố tôi thuộc thể nào. Thế nên là sau đó thì như đột quỵ lần hai này tôi đã không sử dụng nữa. Vì lo sợ sẽ bị đột quỵ nên cụ bà này đã mua thuốc phòng chống đột quỵ để dự trữ trong nhà. Và khi cụ có dấu hiệu của đột quỵ, bản thân cụ cũng có ý định dùng. Nhưng rất may khi bác sĩ ở trạm y tế đến khám đã khuyên gia đình không nên dùng mà phải đến bệnh viện ngay. Bác sĩ cũng cho ý kiến là không nên, bởi vì là tùy từng trường hợp, không phải ai cơ thể cơ địa cũng giống nhau mà có thể dùng được an cung. Có những người có thể dùng thì có hiệu quả, nhưng có những người dùng lại thành phản tác dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Vì vậy gia đình chúng tôi là không cho dùng. Theo các bác sĩ tại khoa đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ, cũng đã gặp không ít người bệnh được người nhà cho uống thuốc phòng ngừa đột quỵ có nguồn gốc đông y. Điều đáng nói, bởi quá tin tưởng vào thuốc nên đã chậm trễ thời gian đến viện, làm mất thời giờ vàng trong điều trị, dẫn đến hậu quả tàn phế rất thương tâm. Đột quỵ não có hai thể chính là nhồi máu não và xuất huyết não. Khi ở nhà, người thân không thể xác định là người bệnh đang ở thể nào, và nếu dùng sai có thể nguy hiểm tới tính mạng. Khi mà nó khởi phát đột quỵ thì chúng ta không biết được là bệnh nhân ở thể nào, và có một số cái thuốc mà nguồn gốc đông y hiện nay từ Trung Quốc hoặc là từ Nhật Bản, Hàn Quốc thì chỉ có chỉ định dùng cho bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não. Nhưng mà vì bệnh nhân khi cứ khởi phát đột quỵ ở nhà thì người dân lại tự uống, thế nên là có những trường hợp là có những cái biến chứng không đáng có. Hai nữa, khi
với những bệnh nhân đã từng bị đột quỵ mà ra viện cũng do tin tưởng cái thuốc phòng đột quỵ mà người ta lại bỏ đi những cái thuốc khác của bác sĩ đã khuyên dùng. Cuối cùng là chỉ uống có mỗi một cái thuốc, một viên duy nhất đấy thôi, dẫn đến cái đột quỵ tái phát rất là gần và đến cái tái phát thậm chí còn nặng hơn lần trước. Theo các bác sĩ, hiện nay chưa có nghiên cứu nào để chứng minh được những hiệu quả dự phòng đột quỵ của những loại thuốc đó, dù một viên hay nhiều viên. Đáng chú ý, tại đây cũng đã ghi nhận những trường hợp suy gan, suy thận cấp do dùng thuốc. Trong các cái thuốc đấy là có cái hàm lượng kim loại nặng và một số cái thành phần khác mà chưa được kiểm định. Do đó là chúng tôi đã ghi nhận là những một số trường hợp mà vì sử dụng thuốc đông y đấy mà dẫn đến bị suy gan cấp, thậm chí là suy thận cấp. Và có rất đáng buồn là những cái bệnh nhân đấy thường là bị tử vong. Những lời dỉ tai, truyền miệng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Vì vậy họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua những loại thuốc đông y từ nước ngoài để dự phòng đột quỵ. Trong khi đó, theo các bác sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể dự phòng bằng những loại thuốc rẻ tiền và khoa học hơn như kiểm soát tốt huyết áp và tiểu đường. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, tập đoàn Friesland Campina Việt Nam, đơn vị sở hữu thương hiệu sữa cô gái Hà Lan Friso Yomos Fristi, đã tiếp nối hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì một Việt Nam vươn cao vượt trội bằng việc công bố chiến lược phát triển bền vững với 4 trọng tâm gồm cung cấp nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn cho mọi người, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, đạt mức 100% tuần hoàn, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, cải thiện và nâng cao cuộc sống của các nông hộ thành viên. Và điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta... Đại diện Friesland Campina Việt Nam cho biết, là tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới với hơn 150 năm, Friesland Campina luôn kiên trì thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ hôm nay và mai sau với quan niệm phát triển bền vững chính là nuôi dưỡng số dân ngày càng tăng trên thế giới bằng nguồn dinh dưỡng tốt hơn với giá cả phải chăng nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng thiên nhiên. Điển hình như sau thời gian dài nghiên cứu chuyên sâu về thể trạng trẻ em Việt, cô gái Hà Lan đã tạo ra công thức dinh dưỡng mới trên cơ sở khoa học và vừa ra mắt sản phẩm sữa tươi tối ưu lượng đạm béo tốt, tăng cường 9 loại vi chất mà đa số trẻ em đang bị thiếu hụt nhiều, cũng như có vị ngọt thanh tự nhiên được 99% trẻ yêu thích. Công ty cũng đã giới thiệu sản phẩm sữa cô gái Hà Lan trong bao bì giấy nâu mới bằng chất liệu nhựa sinh học BioPE có nguồn gốc từ bã mía. Với loại hộp giấy nâu mới này, Friesland Campina Việt Nam có thể hạn chế hơn 10% khí thải carbonic ra môi trường so với bao bì thông thường. Ngoài ra, tập đoàn đặt mục tiêu 100% bao bì của các sản phẩm có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng và tới năm 2025, trên 99% nguyên liệu bao bì phế thải sẽ được tái sử dụng. Thông qua chiến lược phát triển bền vững mới, Friesland Campina Việt Nam xác định không chỉ dừng lại ở hành động bền vững mà hướng tới cách tiếp cận toàn diện vào các mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu. Tôi rất tự hào rằng và tôi tin tưởng rằng tập đoàn chúng tôi có một mục tiêu rất cao quý. Một bên là cung cấp dinh dưỡng cho mọi người dân trên thế giới với một giá cả mà ai cũng có thể tiếp cận được. Đồng thời chúng tôi cũng tăng cường cái giá trị tích cực mà chúng tôi tạo ra trong quá trình hoạt động của mình. Đồng thời giảm thiểu các ảnh hưởng về mặt môi trường, nói một cách ngắn gọn, đó chính là cốt lõi, là bản chất của chiến lược phát triển bền vững của Friesland Campina Việt Nam trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Tại Friesland Campina Việt Nam, mục tiêu cũng như sứ mệnh của chúng tôi đó chính là nuôi dưỡng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng, đồng thời nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta. Và điều đó trở thành phần không thể tách rời trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi coi đó là trọng tâm của chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể tăng trưởng bền vững. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta cùng phải chung tay, làm việc cùng nhau, hợp tác với nhau mạnh mẽ hơn nữa để cuối cùng có thể nuôi dưỡng được hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Ở trọng tâm thứ tư, đại diện tập đoàn cho biết đến năm 2025 sẽ đào tạo kỹ thuật cho 300.000 nông dân, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ nông dân, chia sẻ kinh nghiệm cho các nông hộ đối tác trong chương trình phát triển ngành sữa. Cam kết này thể hiện mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống tốt nhất cho các nông hộ thành viên trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, chung tay tạo ra giá trị vì sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam.